rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HelverKT. Thì hôm nay chúng ta ngoài lề một tí, chúng ta sẽ chơi một con game web. Đó, anh em nào có PC thì chơi ha. Còn không có thì mình có thể tải một cái giả lập. Chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn tải một cái giả lập đó ha. Thì chơi được hay không còn tùy các bạn máy ra sao mạnh yếu nữa. Còn mấy anh em có PC, máy tính nhà thì chơi ok ha. Tại nhiều bạn inbox mình nói hô ở nhà điện thoại chơi game thì nó mau hết pin này nọ, thì yêu cầu mình làm một con game về PC ha. Thì hôm nay mình làm một con game web. Thì cái tên của nó là Hiệp Sĩ Rồng ha, 2.0. Còn ở đây là cái trang web của nó nè. Nhìn cái tên là thấy vui rồi không? Hiệp Sĩ Rồng chấm game vui chấm ủa game vui 888 chấm com. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có cái diễn đàn, sẽ có cái đây cái trang của fanpage của game ha. Đó, hình ảnh cũng khá là bắt mắt ha, game theo kiểu hồi xưa. Rồi ở đây thì nó có một cái đây nè, hai mở S13 ha, kiếm sĩ Long Be đó. Nhận ngay code siêu khủng đó, chỉ cần like và share bài viết này, sau đó comment tag 3 người bạn với thông điệp hai mở S13 kiếm sĩ Long Be tham gia nhận quà đó. Fit code thật là hấp dẫn nha các bạn đó. Ở đây là bạn nào nhanh tay thì có thể nhận được cái code ha, đó là 88 xu và một cái fit code chỉ dành cho 88 người ha. Đó, 88 người nhanh nhất vào sớm nhất đó. Rồi khuyến mãi thì chúng ta có nhân 5 thẻ nạp nè đó, tặng em 10% cho người giới thiệu. Ở anh em nào có giới thiệu thì giới thiệu ha. Theo thì cũng chỉ là giới thiệu thôi, nhưng mà không có ăn gì đâu, đừng lo. Đó, ok, rồi còn rất là nhiều ha, quay số may mắn nè, đó, phiếu điểm nè, rồi rất là nhiều ha. Ok, bây giờ chúng ta quay lại con game. Ở đây thì chúng ta có đăng ký nè. Đăng ký nè, các bạn đăng ký tài khoản rất là đơn giản ha. Ở đây là đăng ký pass, đó, còn như là password nhập lại. Rồi ok, cứ vậy là đăng ký ha. Rồi ở đây là đó, một cái ạc ha. Đó gì vậy, nhận thưởng, nhận quick code, ok bốc thăm gì đó đó. Thủy tinh. Rút hết coi ra được gì, còn gì nữa không, còn gì nữa không? Ngon lành rất là nhiều ha. Đó, chút chắc chút xích gì đó, quá trời. Đó, mà hình trắng, đợi đây là đợi hình. Ok, đây là nhiệm vụ. Đó, các bạn làm nhiệm vụ ha, bấm vào đó. Ở đây là mình có một con bé nè, đó level 99, nhận dứt liền. Rồi sao đi, đi đâu? Đây là cái đội hình của mình. Ủa rồi nhận rồi sao mà đi? Đó, đội hình rất là đẹp ha. Đó, công chúa hoa tai hở săn gì đó. Đó, đây, đội hình. Ô, một phát ăn ngay ha. Đó, dứt tiếp.
Đội hình mình quá là VIP. Game rất là hay ha, dành cho những bạn mà thích chơi những game chibi này nọ, cổ trang ha. Nói chung là một game để chúng ta tránh dịch ha. Rất là hay ha. Ở đây sau lưng mình có hai con bé ha. Đó, bé rất là dễ thương, một con một chiếc xe đào nữa kìa. Đù. Ngon ngon. Chơi chơi chơi. Đù. Ở đây rất là nhiều cái danh hiệu hơn các bạn. Nhận liền. Bắt đầu luyện kim, nhận vàng nè. Đó, nhận vàng. Đó. Đây là những cái thành phố nè ha. Đó, đây là phần thưởng, giải thưởng đồ. Ô, nhận giải. Được cái nào thì nhận cái đó ha. Đó, ở đây chưa được cái gì hết. Trò chơi rất là hay nha các bạn. Hiếu chiến liền, boss 95. Đù đù cái này đánh đánh gắt gao à. Đậu phộng. Ở trên có ông vua ngồi coi kìa các bạn. Ở dưới này đánh thấy bà luôn, ông vua ngồi trên coi. Trời ơi. Kiếm sĩ Long Be ha. Ờ, này là S13. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Có bộ đánh thua rồi quá. Mất máu hết một con rồi nè. Thắng ông đây, thắng ông đây. Thấy thấy tình hình hay ghê quá. Hiệu đốt ha, hiệu đốt ha. Đù, mấy con này gọi là vô địch hả? Vì này cho mày về quê hết, ở đó mà vô địch. Dân sư nè ha. Đậu, anh chữa trị nữa hả? Có luôn hả? Boss máu trâu quá các bạn ơi. Yeah, nộ đã giết hết một con trùm. Yeah, nằm sải lai. Yeah. Rồi bây giờ nó chuyển qua công phá rồi, hết hết vô địch rồi, hết trạng thái vô địch rồi. Đậu một con tướng của mình chết rồi kìa. Chà chà chà, cái con tát này bộ ngon nè các bạn. Cái con tăng ngon nè, đó. Tăng không mất miếng máu luôn, né tránh liên tục. Ở hình rất là VIP nha, đó. Bà mẹ cái ông vua ngồi trên nhịp tay rồi các bạn. Nhắc lại là anh em nào vào sớm thì sẽ có được 88 xu ha, và fit code ngon hơn nha các bạn. Nhanh tay nha, anh em nào có PC thì lên chơi cùng với heo VKT ha. Đó. Sắp đủ nộ rồi, sắp dứt nó rồi. Thắng chắc rồi các bạn ơi. Cái con tăng này né tránh mát luôn rồi. Bạo kích nữa ha, bạo kích nữa. Đù, con tăng này ngon lắm các bạn.
Ồ, nó đánh một phát là gần hết máu luôn. Ồ, có xiên giáp nữa kìa. Chị đánh thắng nó rồi mà sao mà nó còn nho vậy trời. Game theo phong theo cái xu hướng là cổ đại ha, theo trường phái gì ta, cái trường phái này gọi là cái gì quên tên bà nó rồi, rất là nhiều cái chiếm tài nguyên nè, để khai thác quặng nè, rồi đấu trường nè, đấu trường dứt ngay đây, dứt đây đi, đủ bọc y cái con đó. À, nó né ghê quá các bạn. Rồi thấy ăn cám rồi. Vừa né giết vậy, hai bên né giết vậy rồi chừng nào sống. Xem kết quả coi. Sao lại thua à? Ồ. Rất là nhiều con bé nè. Ô đù, có siêu nhân nữa nè các bạn. Ồ, có nhiều vị tướng rất là hài hước ha. Hút cưng nè, đó. Ở đây là chúng ta hồi nãy nè. Đây là hút cưng này tên là Hôi. Hình ảnh không hiện. Đây là cái con hồi nãy nè các bạn. Đó. Kỳ lợ cái gì quên mẹ nó tên rồi. Nhân sư, con đó là nhân sư. Đây là những con bé nè các bạn. Con bé theo mình nè, đó. Đây là có rất nhiều cái rất là nhiều con thú của tuổi thơ nè ha. Đây siêu nhân nè, thuyền trưởng nè. Ô, Zack ba đao, vãi. Anh Zack nhà ta đù. Đó là rồng tinh linh ha. Còn này là tâm hồn u gì à? Uma sừng dê, hồng long đó. Rất là nhiều con bé ngon ha, thú vị. Đù, mèo rồng mặc áo của Iron Man. Ui vãi, nhìn hài hước phết các bạn. Bộ game rất là hay ha, mang đầy tính giải trí. Anh em nào có chơi vào chơi ha. Đó. Cái con này trong World Rap hay gì? Ui trời ơi, có rất là nhiều con hài hước. Ui, giết con boss nè. Không giết được nó các bạn. Rồi thì game rất là hay nha các bạn. Đó. Gì vậy? Ta đang review game mà. Đây còn đây là nhân vật của mình ha. Đó. Huy hiệu, thời trang. Đó. À, thời trang của mình là thú cưỡi ha. Ở đây nó có rất nhiều bộ thời trang ha. Thời trang của bạn là thú cưỡi hay quỷ thời trang này. Thời trang đâu? Thời trang của ta đang xài đâu ta? Cũng không thấy thời trang của mình luôn ta. Đâu rồi? Không thấy. Ồ, ở đây có những con bé mà nó đi theo sau nè, các bạn muốn cho con nào đi thì đi ha. Ồ. Đây là nhiệm vụ, đây là bạn bè.
đây là hũ cưng, đây là túi đó, đây là kỹ năng ha, đó chế tạo đồ này nọ nè, đây là hũ cưỡi, đây mình cưỡi con rồng nè ha, biến hình đó, biến hình rất là nhiều hũ ha, đu có những con hũ hài hước vãi, ôi giờ hết rồi ha, mát mâm là con này. Ok, rồi nhắc lại các bạn một lần nữa. Hey. Đó, khai mở máy chủ S13 ha. Kiếm sĩ Long Be. Đó, đối tượng tham gia tất cả ha. Thời gian là open là 10 giờ ngày 2 tháng 4 ha. Đó là ngày mai ha các bạn, ngày tránh dịch thứ hai của các bạn. Đó. À, đang đua top nè ha, đua top tới ngày 14 mới là 11 ha, 11 tháng 4 đó. Có rất là nhiều phần quà giá trị ha, đây chiến sĩ pháp sư, mục sư và du hiệp đó. Đua top lực chiến, đua top phú hộ, đua top cấp, đua top nghề, đua top BK đó, kết quả sẽ có được tổng kết vào 22 giờ ngày 11 tháng 4 đó. Rồi còn rất là nhiều cái server khác ha, và có nhiều cái event khác nha các bạn, chung là rất là hay, event tích lũy này nọ nữa nè. Rồi anh em nào chơi thì kéo xuống phần mô tả dưới ha, ở dưới có cái phần link á. Rồi chúc anh em chơi game vui vẻ ha. Rồi chúc anh em có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ đó, buồn thì lên heo VKT mà chơi ha, có game web luôn. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye, nhớ ủng hộ con game và ủng hộ heo VKT nha các bạn. Bye bye. Rồi sau đây mình hướng dẫn các bạn cái phần mềm để chơi game web trên điện thoại ha. Đây các bạn bấm vào đây, bạn chọn vào trên CH Play ha. Đó đây Google Play nè, hay là CH Play, các bạn bấm vào ô tìm kiếm, chọn chữ BUFF in the. Đó bạn cài cái này ha. Đó cài xong rồi các bạn mở lên. Đó rồi, đó các bạn mở lên, các bạn muốn chơi thì các bạn bấm vào các bạn chơi. Đó. Bỏ qua ha. Động. Ah, quick pull lock. Ok. Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. Đó, ở đây các bạn bấm vào đây, pull fast vậy đó. Ok. Rồi chờ cho game nó lo, nó load về ha. Đó. Thì chơi trên điện thoại thì có thể là nó lâu hơn hay là nó nhanh hơn gì tùy ha, tùy điện thoại và tùy mạng của các bạn. Đó. Rồi ok, xin chào các bạn.